Sự đóng góp cũng như là tinh thần lãnh đạo của tất cả anh chị đã giúp cho Amway Việt Nam vào top 10 trên toàn cầu. We'll be right back.
kỳ. Và đây là chuyến đi Diamond Trip, và chúng tôi rất là cảm ơn em Quy vì thông qua chuyến đi này thì chúng tôi được trải nghiệm cả hai đất nước, đó là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Các anh chị ngày hôm nay đang mất được cơ hội em Quy thì hãy tập trung để nỗ lực, để khi thành Diamond chúng ta sẽ được đi tận hưởng cuộc sống những chuyến Diamond Trip này với nhau. Hẹn gặp lại cả nhà. Chuyến đi này có rất là nhiều cảm xúc đối với mình Nga. Chỉ có thể xuất hiện ở những chuyến Diamond của Amway mà thôi. Do đó cố lên nhé, hãy go Diamond.